Xin chào các bạn, sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm if và hàm if kết hợp với hàm let. Đây là hai hàm cơ bản và được sử dụng nhiều trong Excel. Hàm if là hàm xét điều kiện và hàm let là hàm lấy ký tự bên trái của một dãy ký tự. Ở đây chúng ta có ví dụ về báo cáo bán hàng trong tháng 2 năm 2016 của một cửa hàng bán quần áo. Trong bảng ví dụ này thì gồm có 7 cột. Đó là thứ nhất là số thứ tự, mã hàng, tên hàng, số lượng, đánh giá, đơn giá và thành tiền. Chúng ta có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là tính cột đánh giá, là cột này. Yêu cầu thứ hai là tính cột đơn giá, là cột này. Đối với cột đơn giá, cột đánh giá thì chúng ta sẽ sử dụng hàm if. Hàm if có công thức là if nếu thì không thì. Điều kiện ở đây là nếu số lượng lớn hơn hoặc bằng 30, tức là số lượng bán hàng là cột này, mà bán được lớn hơn hoặc bằng 30 chiếc thì sẽ đạt chỉ tiêu là đạt. Còn nếu nhỏ hơn 30 thì sẽ là không đạt. Chúng ta công thức như sau. Bằng if. Nếu số lượng lớn hơn hoặc bằng 30, tức là số lượng là cột H4 này mà lớn hơn hoặc bằng 30, thì cho kết quả là đạt. Nếu không thì chấm phẩy. Nếu không thì không đạt. Đóng ngoặc. Chúng ta giống xuống với công thức ở đây. If H4 lớn hơn hoặc 30 sẽ là nếu. Nếu H4 là số lượng lớn hơn hoặc 30 thì sẽ cho kết quả là đạt. Không thì sẽ là không đạt. Enter. Vì mã hàng là A018 bán được số lượng là 35 nên sẽ cho kết quả là đạt. Chúng ta kéo công thức xuống. Như vậy, đối với mã hàng là Q2023 bán với số lượng là 10 thì sẽ là không đạt. Chúng ta sẽ cho các kết quả tương ứng ở bên này. Như vậy là chúng ta sẽ xong yêu cầu thứ nhất. Cột đơn giá là cột này. Thì đối với cột đơn giá chúng ta sẽ sử dụng hàm if kết hợp với hàm let. Hàm let thì là hàm lấy ký tự bên trái của một dãy ký tự. Ví dụ đối với mã hàng A018, mình muốn lấy mã là A, tức là một ký tự bên trái thì sẽ là A, còn hai ký tự sẽ là A0. Hoặc đối với mã Q011, mình muốn lấy một ký tự thì sẽ là Q, còn hai ký tự sẽ là Q0. Chúng ta có công thức để tính cột đơn giá như sau. Các bạn ấn công thức bằng if let. Vì mình muốn lấy ký tự của ô mã hàng thì chúng ta sẽ ấn con trỏ chuột vào ô mã hàng, và mình muốn lấy một ký tự nên mình sẽ ấn số lượng là 1, đúng không? Bằng một kép a. Tức là nếu mà ký tự đầu là a thì sẽ cho ký tự đầu là A thì sẽ cho đơn giá là 150.000. Chấm phẩy. Còn nếu không phải là A thì sẽ cho ra tự đơn giá là 200.000. Đóng ngoặc. Enter. Tức là khi mã hàng có ký tự đầu là A, là áo, thì đơn giá sẽ là 150.000, tương ứng sang bên này. Còn nếu mã hàng là Q thì sẽ cho đơn giá là 200.000. Các bạn kéo công thức xuống thì sẽ cho đơn giá tương ứng. Như vậy chúng ta đã tính xong hai yêu cầu là cột đánh giá và cột đơn giá. Cuối cùng là cột thành tiền. Cột thành tiền chúng ta chỉ cần lấy số lượng nhân với đơn giá. Chúng ta công thức như sau. Bằng số lượng nhân với cột đơn giá. Enter. Các bạn kéo công thức xuống để lấy hết số tiền của ô thành tiền. Như vậy là mình đã làm xong ví dụ vừa rồi, và cũng kết thúc phần hướng dẫn sử dụng hàm if và hàm if kết hợp với hàm let ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.